Chuẩn bị cho lễ khai mạc hội trại tổng quân diễn ra vào ngày 7 tháng 2 tới, bắt đầu từ hôm qua 2 tháng 2, Ban Chỉ huy quân sự và đoàn thanh niên 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền đã tiến hành dựng và trang trí trại tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Điền. Với chủ đề Thanh niên huyện Long Điền với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, năm nay, 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện đặt tên các tiểu trại là tên các anh hùng dân tộc như Trần Văn Quang, Hồ Tri Tân, Võ Thị Sáu, Mạc Thanh Đạm, Dương Bạch Mai. Hội trại tổng quân năm 2023 của huyện Long Điền được tổ chức với nhiều nội dung sôi nổi như giếng và dân hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các trò chơi vận động, biểu diễn văn nghệ chào mừng, tặng quà và giao nhiệm vụ cho đảng viên nhập ngũ, giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ hoàn thành việc dựng và trang trí trại trước ngày 5 tháng 2.